Anh chào các bạn hôm nay ngày 10 tây tháng 6 năm 2022 có tin vui đó là hôm nay CDC à, vừa ra thông báo đó là họ bỏ cái quy định um, là bắt buộc mọi người khi vào nước mỹ phải có cái covid test là phải trình cái kết quả là negative để được vào nước mỹ thì hôm nay họ bỏ cái quy định này thì bắt đầu ngày 12 tây tháng 10 năm 2022 tất cả mọi người khi vào uh, mỹ thì không cần phải trình cái covid test À, đây là một cái tin vui vì sẽ làm dễ dàng hơn khi đi du lịch. À, thì cái quy định này đã có từ à, tháng 1 năm 2021 thì hôm nay bắt đầu ngày 12 tháng 10 năm 2022 tất cả mọi người khi trở vào Mỹ à, ở nước ngoài thì không cần phải trình cái covid test à, thì cái du lịch sẽ dễ dàng hơn. À, xin chia sẻ cái tin này cùng các bạn chúc các bạn một ngày an lành thì cái không cần quy định này thì mọi người sẽ dễ dàng đi chơi hơn uh, xin chào